Xin chào các bạn đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh Góc Xây Dựng. Thì hôm nay ở cái video này thì kênh Góc Xây Dựng xin chia sẻ cho mọi người toàn bộ cái quy trình thi công sắt thép cầu thang sao cho đúng kỹ thuật nhất. Và mọi người xem thì nhớ để lại bình luận và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Góc Xây Dựng nhé. Bây giờ mời mọi người đi vào video chi tiết cụ thể toàn cảnh thi công sắt thép cầu thang.